Chào các bạn, quay trở lại với 5 phút mẹo vặt. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách xâu kim. Thì thông thường á, là chúng ta muốn xâu kim bằng cọng chỉ này thì chúng ta thường là chúng ta xâu bằng cách này. Thì đây là cái cách truyền thống mà cái hiệu quả nó sẽ không cao, và đặc biệt là đối với các cụ già và những người mà có con mắt hơi kém một tí. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách xâu kim rất là đơn giản và nhanh chóng. Thì bây giờ đây là cọng chỉ ha. Chúng ta sẽ dắt chéo qua ngón ngón út và cái ngón đeo nhẫn đây. Sau đó là chúng ta dùng cái kim nè, chúng ta đặt lên lòng bàn tay và chúng ta xe. Chúng ta chà tới chà lui, chà tới chà lui. Rất là đơn giản như thế này. Thì cọng chỉ nó đã tự động nó lú qua đây. Đây. Chúng ta thấy rất là nhanh chóng và hiệu quả. Tôi thực hiện lại cho chúng ta xem ha. Đây, chúng ta dắt cọng chỉ qua giữa ngón út và ngón đeo nhẫn. Sau đó chúng ta dùng cái kim chúng ta đặt lên. Chúng ta chà qua chà lại, chà qua chà lại. Thì lúc đó cọng chỉ nó sẽ tự động nó chui qua lỗ kim. Đấy, chúng ta thấy nó đã tự động chui qua lỗ kim. Không phải là ảo thuật nha các bạn. Đây là cái mẹo xỏ rất là hay mà chúng ta nên biết để chúng ta tập. Khi chúng ta đã luyện quen rồi thì chúng ta có thể là để bất cứ vị trí nào chúng ta đều có thể xâu được. Đây, tôi lòn qua tay cái này tôi cũng vẫn làm được. Đây, chúng ta xem nha. Chúng ta miết. Tự động thì cọng chỉ nó sẽ chui qua cái lỗ kim mà thôi. Đấy. Chúng ta thấy nó chui qua rất là rõ luôn. Hoặc là chúng ta có thể lòn qua ngón tay như thế này cũng được, hoặc bất cứ vị trí nào mà chúng ta cảm thấy thuận lợi ở trên da chúng ta là chúng ta đều có thể chà được. Đấy, cái mẹo này rất là hay nha, chúng ta nên luyện để chúng ta xỏ. Đấy. Rồi, nếu mọi người cảm thấy video này hay có ích thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết và cho tôi một đăng ký. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại chúng ta những video tiếp theo.